Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 31 tháng 12 năm 2018, tại trường quay lớn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã diễn ra vòng chung kết liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Lào Cai giải Phan Xipang năm 2018. Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Lào Cai giải Phan Xipang năm 2018 được khởi động từ hơn một tháng nay và bắt đầu vòng sơ khảo và trung khảo từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018. Với sự tham gia của gần 60 thí sinh, ban giám khảo đã lựa chọn được 7 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết. Trong đêm chung kết diễn ra tối qua, 7 thí sinh đã thể hiện các ca khúc ở 3 dòng nhạc, dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ. Qua đánh giá của ban tổ chức, 7 tiết mục trong đêm chung kết của các thí sinh được thể hiện khá đồng đều về chất lượng. Nhiều thí sinh thể hiện khả năng thanh nhạc tốt, lựa chọn bài phù hợp với chất giọng, trình diễn sân khấu cuốn hút người xem. Bên cạnh đó cũng có những thí sinh thể hiện tốt tại các vòng sơ khảo và trung khảo. Thế nhưng tại đêm chung kết, do sức ép về mặt tâm lý, cách lựa chọn bài hát chưa phù hợp nên đã có phần trình diễn chưa thật sự xuất sắc. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 3 giải ba cho các thí sinh Phùng Thị Bắc, Bùi Hồng Minh và Trần Thị Quỳnh. Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Dương và Nông Thu Trang. Thí sinh Nguyễn Xuân Tiền đến từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã xuất sắc giành giải nhất. Giải triển vọng được trao cho thí sinh Phê A Diếu. Ngoài ra, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh đã trao giải thí sinh triển vọng ở dòng nhạc nhẹ cho Trần Thị Quỳnh và thí sinh có phong cách biểu diễn ấn tượng cho Nguyễn Xuân Tiền. Giành ngôi vị cao nhất của Liên hoan tiếng hát truyền hình giải Phan Xipang 2018, đấy là điều làm em hạnh phúc nhất. Và em thực sự là em không giấu nổi cái niềm hạnh phúc của mình khi mà được nhận giải thưởng lớn lao của đài. Ba thí sinh giành giải cao nhất tại liên hoan năm nay sẽ đại diện cho tỉnh Lào Cai tham gia giải Sao Mai năm 2019 khu vực miền Bắc. Cũng trong tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Sapa đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 2019 với nhiều tiết mục phong phú, đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Đây được coi là một trong những hoạt động thường niên của huyện Sapa nhằm mang lại không khí sôi nổi phấn khởi cho nhân dân đón chào mừng năm mới 2019. Đêm văn nghệ với 15 tiết mục hát múa đặc sắc được dàn dựng chuyên nghiệp xoay quanh các chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, ca ngợi quê hương đất nước. Chương trình thể hiện bằng âm nhạc tươi mới, những điệu múa sinh động. Bên cạnh những ca khúc mang đậm chất không khí mùa xuân, chương trình còn nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc Sapa. Ngày cuối cùng của năm 2018, khu du lịch quốc gia Sapa, Lào Cai chìm trong giá rét. Vậy nhưng không khí chào đón thời khắc đầu tiên của năm mới tại đây hết sức rộn ràng. Đã có hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế lựa chọn đón năm mới tại Sapa. Mọi người đến đây để tận hưởng nét riêng của mùa đông vùng cao Tây Bắc. Dù thời tiết Sapa đêm cuối năm khá lạnh, tuy nhiên không gian nhộn nhịp mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, những điệu múa, những lễ hội độc đáo đã xua đi giá lạnh và đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Đây là lần đầu tiên mình đến với Sapa và đặc biệt trong một dịp đặc biệt như thế này, đó là cái khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Thì vừa cái không khí lạnh và người dân đổ về Sapa rất là đông để hưởng một cái không khí lạnh như thế này thì mình cảm thấy những ngày này rất là tuyệt vời. Mình được tham quan rất là nhiều lễ hội ở đây và khi mà đến đây với một cái thời khắc như vậy thì mình cảm thấy trong màn sương mờ ảo và giữa cái lạnh đã thành thương hiệu của phố núi Sapa. Người dân và hàng vạn du khách đang bước vào năm mới với những ước vọng tốt lành. Cùng với các đoàn kiểm tra liên ngành trung ương, nhiều địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019. Tết là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao. Đây cũng là cơ hội để mặt hàng không đảm bảo chất lượng trà trộn trên thị trường. Do vậy, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các thực phẩm phổ biến trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019, thường xuyên kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, yêu cầu chủ cơ sở phải tuân thủ những quy định như nhãn mác rõ ràng, kiểm nghiệm sản phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm. Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm cũng nhấn mạnh tới nội dung công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và thông tin danh sách, địa chỉ sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm trái với quy định của pháp luật. Đồng thời, để người tiêu dùng biết lựa chọn mua tại các cơ sở an toàn, có kiểm định, không sử dụng các sản phẩm vi phạm. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 25 tháng 3 năm 2019, 6 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm sẽ ra quân kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước
gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, Tiền Giang. Nhiều địa phương đã thành lập các đoàn thanh tra liên ngành từ cấp tỉnh đến quận, huyện, xã, phường. Hiện nông dân Lào Cai đã hoàn thành việc thu hoạch thảo quả tươi. Theo nhiều nông dân, năng suất quả năm nay đạt thấp và giá bán cũng không cao. Tại nhiều điểm thu mua, mức giá mà thương lái mua vào là từ 90.000 đến 110.000 đồng mỗi kg, thấp hơn từ 20 đến 30.000 đồng so với các năm trước. Thời tiết khắc nghiệt trong vụ rét cuối năm 2015, đầu năm 2016 đã làm chết khoảng 8.000 ha diện tích thảo quả. Diện tích cây mọc lại đến nay chưa cho quả, nhưng cây còn sống thì chậm phát triển. Mặc dù đến thời điểm này diện tích thảo quả cơ bản đã phục hồi, nhưng phần lớn còn non nên năng suất cũng như sản lượng thảo quả trên địa bàn toàn tỉnh vẫn ở mức thấp. Nhiều nơi chỉ đạt từ 10 đến 20 kg quả khô. Với khoảng 10.000 ha thảo quả đang phát triển dưới tán rừng già của 66 xã vùng cao, tập trung tại các địa phương là Văn Bàn, Bát Sát, Sapa, việc canh tác thảo quả trong những năm qua đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thành những triệu phú tỷ phú của bản. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, các địa phương của Lào Cai đã tích cực đẩy mạnh triển khai năm văn minh đô thị. Tại nhiều nơi, bộ mặt đô thị đang dần thay đổi từng ngày nhờ sự quyết tâm, đồng lòng của chính quyền và người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, điểm sáng trong thực hiện năm văn minh đô thị 2018. Năm 2018, phường Bắc Cường đề ra kế hoạch xây dựng tuyến phố Lê Văn Thiêm thuộc khu dân cư Phú Thịnh 2 là tuyến phố văn minh. Để hoàn thành mục tiêu này, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó vận động người dân tiến hành lát đá vỉa hè, chỉnh trang hè phố, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan. Là dân thấy rằng xây dựng tuyến phố kiểu mẫu là một cái việc nên làm, là lát đá hành lang vỉa hè theo cái tiêu chí mà xây dựng tuyến phố kiểu mẫu. Và còn lại từ nay đến Tết, chúng tôi sẽ làm được khoảng 4 đến 5 gia đình nữa. Còn lại sang năm 2019, chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân sẽ tiếp tục là hưởng ứng cái xây dựng tuyến phố kiểu mẫu và sẽ cố gắng là hoàn thành trong năm 2019. Không những là chính quyền tuyên truyền mà bản thân những cái hộ ở gần nhau người ta cũng tuyên truyền, động viên nhau. Đấy, cho những cái nhà gần nhau người ta bảo là thì mình làm thì những nhà hàng xóm cố gắng làm cùng để tạo thành một cái tuyến nó liền mạch, nó có tính thẩm mỹ. Cái thứ hai, sau khi mà đã động viên nhau làm rồi thì thứ nhất là cảm nhận là cái hè của mình nó sạch sẽ, nó gọn gàng và một cái tuyến phố nhìn nó nề nếp, nó văn minh. Trong năm 2018, phường Bắc Cường cũng đã xây dựng được 3 tiểu công viên với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Đến nay, công viên Nguyễn Thăng Bình có diện tích hơn 8.000 m2 đã đi vào sử dụng, tạo điều kiện cho bà con có điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa. Còn lại 2 công viên thuộc tổ 3, tổ 4 đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng và dự kiến xong trước Tết Nguyên đán năm 2019. Điều đáng nói, kinh phí để thực hiện xây dựng các tiểu công viên này 100% là từ nguồn xã hội hóa. Cái công viên này thì thực sự ra là giúp cho bà con về cái tinh thần vật chất, là cái thứ nhất là có cái chỗ vui chơi, giải trí cho các cháu học sinh. Cái thứ hai nữa là cho các người, những người có tuổi, coi như người ta sẽ tập thể dục ấy, thể dục thể thao. Đấy, các cụ rồi tất cả thanh niên chơi bóng chuyền, rồi bóng chuyền hơi. Với nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 đưa phường Bắc Cường trở thành phường trung tâm của thành phố. Năm qua địa phương cũng đã có rất nhiều hoạt động nhằm thay đổi diện mạo đô thị, trong đó tập trung vào giải quyết, tập trung xử lý những vấn đề yếu kém, sai phạm về quản lý đô thị đã tồn tại trong nhiều năm qua. Những vấn đề liên quan đến công tác như vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, lập lại trật tự vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh được phường Bắc Cường hết sức chú trọng. Phải có quyết tâm chính trị cao và phải có chủ trương đúng, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, thì kiên trì tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là tuyên truyền miệng và gặp gỡ trực tiếp nhân dân, họp nhân dân để báo cáo với nhân dân những cái chủ trương, những cái ý tưởng, những cái phương án huy động và phương án xây dựng các cái công viên, lát đá hành lang vân vân, chỉnh trang đô thị và những cái nội dung liên quan đến công tác quản lý đô thị. Tất cả hướng đến mục đích chung đó là xây dựng một cái đô thị văn minh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thì nhân dân đã hiểu và đồng thuận. Đến nay thì có thể khẳng định là đại đa số, tuyệt đại đa số nhân dân là đồng thuận và ủng hộ rất cao các chủ trương của phường về đô thị.
Phường Bắc Cường hôm nay không chỉ được tô điểm bởi những ngôi nhà khang trang, những tuyến phố, khu đô thị văn minh sạch sẽ, những công viên, nhà văn hóa to đẹp, mà quan trọng hơn đó là ý thức về một nếp sống văn minh đã được hình thành trong mỗi người dân nơi đây. Với những kết quả đạt được trong thực hiện năm văn minh đô thị, vừa qua phường Bắc Cường đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.